Kính chào quý khán giả của tuần qua khán giả xem gì. Một tuần trôi qua thật nhanh, và Thúy Quỳnh rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay để theo dõi xem bảng xếp hạng các chương trình ăn khách nhất tuần qua có gì thay đổi và những vấn đề nóng hổi gì đang xảy ra trên thị trường truyền hình hiện nay. Và không để quý khán giả chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến ngay với bảng xếp hạng các game show và phim có lượng người xem cao nhất tuần qua theo số liệu mà Việt Nam Time đo được tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng là chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Vị trí thứ 9 thuộc về chương trình Người Hùng Tí Hon. Chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Vị trí thứ 7 là chương trình Gia Đình Song Ca. Xếp thứ hạng 6 là chương trình Kỳ Tài Lộ Diện với những màn biểu diễn khéo léo đầy bất ngờ của các ảo thuật gia tài năng. Vị trí thứ 5 thuộc về chương trình Sao Nối Ngôi phiên bản thiếu nhi. Tăng 2 bậc so với tuần trước, chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Với sức nóng của đêm chung kết, chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt đã có mặt trong bảng xếp hạng với vị trí thứ 3. Và giải quán quân Khánh My nhận được là 300 triệu đồng. Vị trí thứ 2 thuộc về bộ phim Ấn Độ Âm Mưu Và Tình Yêu. Xuất sắc nhất tình bolero phiên bản nghệ sĩ là chương trình dẫn đầu người xem tuần qua theo số liệu Việt Nam Time đo được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sức hấp dẫn của chương trình không chỉ nằm ở dòng nhạc bolero được nhiều người yêu thích, mà các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng tạo được thiện cảm trong lòng khán giả bởi những nỗ lực của họ qua từng tập của chương trình nhằm mang đến những tiết mục hay nhất, cảm xúc trọn vẹn nhất đến với khán giả mọi điều. Hai mốt giờ thứ hai biên bản nghệ sĩ thì Hà Thu, Vũ Thanh, Yến Di có nhiều bài rất là hay, năm 6-70 năm giờ trước á, Nắng Chiều nè, Nắng Lên Xóm Nghèo, Hoa Nở Về Đêm nè, mấy cái bài càng xưa càng to càng thích. Chị cũng có coi chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí nè, rồi Sao Nó Ngôi nè, Sao Nó Ngôi Người Lớn, rồi Trẻ Em nữa, thích coi mấy chương trình đó lắm, coi đi coi lại hoài à. Coi Vĩnh Long thì nhiều, chủ yếu là nhiều cái ngày nào phải nói là một tuần coi hết cả tuần, tại vì nó có nhiều cái chương trình là như Boro nè, rồi những cái gì các chị giấu mặt á, rồi sau Tuyệt Đỉnh Song Ca, rồi Hai Lần Hồi, nó coi như là Vĩnh Long là phải nói là ngày nào cũng coi hết. Vị trí thì chỉ có Vĩnh Long thôi. Thúy Quỳnh xin cảm ơn những ý kiến đánh giá rất chân thành từ quý khán giả. Tuy nhiên, một điều đáng quan tâm xảy ra liên tục trong nhiều tuần qua chính là sự sai biệt số liệu đáng kể giữa hai hệ thống đo lường, Việt Nam Time và hệ thống Ca. Đối với các chương trình mà được quý khán giả yêu thích trên sóng truyền hình Vĩnh Long lại tiếp tục xảy ra trong tuần vừa rồi. Thúy Quỳnh mời quý khán giả cùng theo dõi một vài trường hợp điển hình ngay sau đây. Theo kết quả đo được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ là chương trình được Việt Nam Time đo được có lượng người xem cao nhất tuần qua, trung bình là 562.000 người, rating 8.7. Nhưng theo hệ thống Ca, lượng người xem thấp hơn 2.5 lần, trung bình chỉ có 227.000 người xem, rating chỉ 3.6. Liên tục trong nhiều tuần lên sóng, chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca đều gặp phải tình trạng sai biệt số liệu lớn giữa hai hệ thống đo lường. Theo Việt Nam Time, trung bình lượng người xem Tuyệt Đỉnh Song Ca tuần qua là 399.000 người, rating 6.2. Nhưng theo hệ thống Ca, số liệu thấp hơn phân nửa, trung bình chỉ có 195.000 người xem, rating chỉ 3.1. Hầu hết các số phát sóng, chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt đều gặp phải tình trạng trên. Theo Việt Nam Time, trung bình lượng người xem Ca Sĩ Giấu Mặt tuần qua đạt 426.000 người, rating 6.6. Nhưng theo hệ thống Ca, lượng người xem thấp hơn 1.8 lần, trung bình chỉ có 238.000 người, rating chỉ 3.8. Cùng xảy ra tình trạng tương tự là chương trình Kỳ Tài Lộ Diện. Theo Việt Nam Time, trung bình lượng người xem Kỳ Tài Lộ Diện tuần qua đạt 376.000 người, rating 5.8. Nhưng theo hệ thống Ca, lượng người xem thấp hơn 1.5 lần, trung bình chỉ có 247.000 người, rating chỉ 3.9. Bộ phim Âm Mưu Và Tình Yêu, theo Việt Nam Time, trung bình lượng người xem phim này tuần qua đạt 377.000 người, rating 5.9.
nhưng hệ thống ca lại cho con số thấp hơn 2.5 lần, chỉ có 151.000 người xem, rating 2.4. Bộ phim Việt Nam chỉ là ảo ảnh. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua đạt 268.000 người, rating 4.2. Nhưng hệ thống ca lại cho con số thấp hơn 2.7 lần, chỉ có 98.000 người xem, rating 1.6. Tiếp tục vấn đề về việc cung cấp số liệu có dấu hiệu bất thường của hệ thống ca, Thúy Quỳnh kính mời quý khán giả cùng theo dõi hình ảnh minh họa dưới đây về những chương trình có lượng người xem được đẩy lên cao bất thường, xảy ra liên tục trong nhiều tuần qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo số liệu đo được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Việt Nam Hẻm Không Sợ Vợ trên kênh HTV7, lượng khán giả luôn được đẩy lên cao một cách bất thường trong nhiều tuần qua. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua là 29.000 người, rating là 0.5, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 7.1 lần, trung bình lên đến 205.000 người xem, rating lên đến 3.3. Bộ phim Việt Nam Gia Đình là số 1 trên kênh HTV7, lượng khán giả cũng được đẩy lên cao bất thường trong nhiều tuần qua. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua là 127.000 người, rating chỉ có 2 chấm, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 2.2 lần, trung bình lên đến 274.000 người xem, rating lên đến 4.4. Tương tự, bộ phim nước ngoài Làm Rễ Lần 2 trên kênh HTV7 cũng xảy ra tình trạng trên. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này trong tuần qua là 70.000 người, rating chỉ 1.1, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn gần 3 lần, trung bình lên đến 208.000 người xem và rating lên đến 3.3. Cũng trên kênh HTV7 thì bộ phim nước ngoài Người Thừa Kế, theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua là 39.000 người và rating chỉ 0.6, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn đến 5.2 lần, trung bình lên đến là 203.000 người xem và rating cũng tăng lên là 3.2. Trên kênh HTV9, bộ phim nước ngoài Mặt Nạ Thủy Tinh, lượng khán giả cũng được đẩy lên cao bất thường. Theo Việt Nam Tâm thì trung bình lượng người xem phim này tuần qua là 12.000 người và rating là 0.2, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 10 lần, trung bình lên đến 121.000 người xem, rating cũng tăng lên là 1.9. Trên kênh VTV9, bộ phim Việt Nam Khi Các Thánh Xa Nhà, lượng khán giả cũng được đẩy lên cao bất thường. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua chỉ khoảng 2.000 người và rating là 0 chấm, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn đến 60 lần, trung bình lên đến 119.000 người xem, rating lên đến 1.9. Bộ phim nước ngoài Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu trên kênh HTV2, theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua là 21.000 người và rating là 0.3, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 6.1 lần, trung bình lên đến 129.000 người xem, rating lên đến 2.1. Theo số liệu đo được tại Cần Thơ, theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu là 1.000 người, rating là 0.2, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 14 lần, tức là có đến 14.000 người xem và rating là 1.8. Cũng đo được tại Cần Thơ, bộ phim nước ngoài Thay Tim Đổi Phận trên kênh HTV2, lượng khán giả cũng được đẩy lên cao một cách bất thường. Theo Việt Nam Tâm, trung bình lượng người xem phim này tuần qua là 2.000 người, rating chỉ 0.2, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 11 lần, trung bình lên đến 22.000 người xem và rating lên đến 2.8. Cũng tại Cần Thơ, bộ phim Ác Thủ Giấu Mặt, lượng khán giả cũng được đẩy lên cao ngay từ những tập đầu lên sóng. Theo Việt Nam Tâm, trung bình tuần qua chưa tới 1.000 người xem phim này và rating bằng 0 chấm, nhưng hệ thống ca lại cho kết quả cao hơn 15 lần, trung bình khoảng 15.000 người xem và rating là 1.9. Còn rất nhiều chương trình xảy ra tình trạng sai biệt lớn giữa hai hệ thống số liệu. Chương trình sẽ liên tục cập nhật đến quý khán giả trong các kỳ phát sóng tiếp theo. Và trong tuần trước thì chương trình đã có thông tin đến quý khán giả về báo cáo của công ty cổ phần viễn thông FPT thống kê lượt xem các kênh truyền hình trên truyền hình FPT tháng 8 năm 2017. Và kết quả cho thấy thì lượng người xem kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và truyền hình Vĩnh Long 2 khá trùng khớp với kết quả đo lường của Việt Nam Tâm. Và ngay sau đây là những phân tích cụ thể của FPT về truyền hình Vĩnh Long. Mời quý khán giả cùng theo dõi nhé. Lượt xem kênh truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống OTT của FPT trong tháng 8 năm 2017 đạt con số đáng bất ngờ, trên 1,6 triệu lượt xem. Số lượt xem kênh truyền hình Vĩnh Long 2 cũng khá cao, hơn 300.000, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Trên hệ thống truyền hình Internet IPTV, tổng lượt xem truyền hình Vĩnh Long tháng 8 đạt gần 16 triệu. Tính trên toàn quốc, kênh truyền hình Vĩnh Long 1 đứng thứ tư về lượt xem. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long,
truyền hình Vĩnh Long 1 vẫn là kênh truyền hình được xem nhiều nhất, vượt xa nhóm kênh của VTV và HTV. Cụ thể, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, thời điểm có lượng khán giả theo dõi cao nhất trong ngày là khung 20 giờ, trung bình đạt gần 2 triệu lượt xem, tăng đột biến so với khung giờ liền kề trước đó. Điều này chứng tỏ khung giờ vàng phim Việt 20 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Nhưng mà lượng khán giả cũng được duy trì đến khung 21 giờ, khung giờ vàng dành cho các chương trình giải trí của đài truyền hình Vĩnh Long. Đây được xem là thế mạnh của đài với nhiều mảng chương trình phát sóng liên tục 7 ngày trong tuần, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của người xem. Cụ thể, trong tháng 8, 10 chương trình của kênh truyền hình Vĩnh Long 1 có lượng người xem cao nhất trên IPTV. Dẫn đầu là bộ phim Việt Nam Chỉ Là Ảo Ảnh. Xếp thứ hai là bộ phim Việt Nam Sống Trong Bóng Đêm. Thứ ba là chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Thứ tư là chương trình Người Hát Tình Ca. Thứ năm là chương trình Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ. Thứ sáu là chương trình Cười Xuyên Việt. Thứ bảy là chương trình Sao Nối Ngôi Phiên Bản Thiếu Nhi. Thứ tám là chương trình Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí. Thứ chín là chương trình Làng Hài Mở Hội. Thứ mười là bộ phim Việt Nam Cuộc Chiến Nhân Tâm. Trong khi đó, số liệu mà hệ thống ca cung cấp về lượng người xem các chương trình lại chỉ bằng một nửa hoặc là thấp hơn rất nhiều so với số liệu mà Việt Nam Time đo được. Điều này quả thực đặt ra nhiều nghi vấn về tính chính xác và sự trùng khớp của số liệu đo được với thực tế thị hiếu của khán giả xem đài. Chúng tôi là những người thực hiện chương trình Tuần Qua Khán Giả Xem Gì sẽ tiếp tục cập nhật về số liệu và các thông tin liên quan, cũng như là có những phân tích rõ ràng để quý khán giả có được cái nhìn khách quan và công tâm nhất về vấn đề này. Đến đây thì chương trình Tuần Qua Khán Giả Xem Gì xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Và quý khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Còn bây giờ, Thúy Quỳnh xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần sau.